Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vinetic của chúng tôi Và ở bài học hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể sao chép các sheet ở một tập tin Excel sang một tập tin Excel khác Ví dụ như ở đây tôi sẽ có tập tin này Và bây giờ tôi sẽ sao chép các sheet ở trong tệp này qua tệp này theo cách thông thường các bạn sẽ sao chép sheet này như sau. Đó là các bạn sẽ Ctrl A và nhấn Ctrl C như thế này. Sau đó các bạn sẽ dán vào đây. Và các bạn thấy ở đây sau khi sao chép sheet này thì định dạng của sheet này đã bị thay đổi so với sheet trước như thế này. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để sao chép sheet từ tệp Excel này sang tệp Excel khác mà vẫn giữ nguyên được định dạng, chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách để chúng ta có thể sao chép các sheet ở trong tệp học kỳ 1 này sang tệp của cả năm. Chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ mở hai tệp này lên. Tệp thứ hai Bây giờ tôi sẽ sao chép sheet học kỳ 1 này sang tệp cả năm ở đây. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ mở tệp có chứa các sheet cần sao chép. Sau đó chúng ta sẽ click chuột phải vào sheet chúng ta cần sao chép. Và chúng ta sẽ chọn Move or Copy, có người là di chuyển hoặc sao chép. Để tạo bản sao chép, chúng ta sẽ click vào mục Create a Copy. Sau đó chúng ta sẽ click vào đây, và bây giờ chúng ta sẽ thấy tệp chúng ta đang mở ở đây. Đây là tệp cả năm mà chúng ta muốn sao chép tới. Chúng ta sẽ click vào. Sau đó nếu chúng ta chọn sheet 1 như thế này thì có nghĩa là sheet học kỳ 1 mà chúng ta sao chép ở đây sẽ đứng ở phía trước của sheet 1. Còn nếu chúng ta muốn di chuyển ra phía sau thì chúng ta sẽ click vào move to end để di chuyển ra phía sau cùng của các sheet. Ở đây tôi sẽ di chuyển vào ở phía trước của sheet 1. Chúng ta sẽ nháy vào OK. Thì như các bạn thấy ở đây, đó là sheet học kỳ 1 đã di chuyển sang tệp thi đua học sinh cả năm, năm học 2020-2021 ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ sao chép sheet học kỳ 2 ở tệp khác. Thì chúng ta sẽ mở sheet của học kỳ 2. Và đây là tệp có chứa sheet học kỳ 2 ở đây. Để sao chép sheet này. Chúng ta sẽ làm tương tự, đó là chúng ta sẽ click chuột phải vào tên của sheet. Sau đó chúng ta chọn move or copy. Và chúng ta nháy vào mục create a copy. Tiếp theo các bạn sẽ click vào dấu mũi tên ở đây. Và chúng ta sẽ chọn tệp mà chúng ta muốn sao chép sheet tới. Chúng ta sẽ click vào. Ở đây tôi sẽ chọn cả năm. Ở đây tôi sẽ click vào sheet 1. Có nghĩa là sheet được sao chép sẽ đứng ở phía trước của sheet 1 và chúng ta nháy vào OK. thì như các bạn thấy ở đây hai sheet mà chúng ta vừa sao chép ở đây sheet học kỳ 1, sheet học kỳ 2. và đây là sheet ban đầu của tiệp này. thì như các bạn thấy ở đây định dạng của hai sheet mà chúng ta đã sao chép hoàn toàn giống với sheet ban đầu hoàn toàn giống với hai sheet ở hai tiệp này. Và như vậy tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta sao chép các sheet từ tiệp Excel này qua tiệp Excel khác mà vẫn giữ nguyên được định dạng. Và trong quá trình thực hiện nếu các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể để lại phần bình luận ở phía dưới video của chúng tôi để chúng tôi có thể giải đáp cho các bạn. Để có thể theo dõi được những video mới nhất và hay nhất của chúng tôi, các bạn hãy nháy vào nút đăng ký hoặc subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.